Bây giờ có vậy nè. Có anh Huấn hả? Anh Huấn ngay đâu? Mà mấy chị mấy 40k hả anh em? Bùi Xuân Huấn, nghệ danh mẹ mẹ Huấn Hoa Hồng. Hiện tượng mạng của Huấn Hoa Hồng sinh năm 1984 tại Yên Bái và nước Việt Nam. Anh sống và làm việc. Mẹ mày có nguyên cái hồ sơ luôn hả căn nhà? Cháu Phước ạ. Cháu bảo cô là cho chú Huấn gửi vài lời này thôi. Cô có sinh ra ở trong cái hoàn cảnh gia đình như chú không? Đó. Thì cô hiểu thế đéo được cái cảm giác. Đó. Mà những người khổ. Đó. Mà không đẻ ra đã không có tiền rồi. Đó. Gia đình thì ở quê. Đó. Sắn trồng khoai. Cô hiểu thế đéo được cái cảm giác. Mà như chú ra xã hội kiếm tiền. Là mày mượn trải. Cái bánh mì phải chia đôi. Đó. Phải đi đánh từ đôi giày kiếm 2.000. Làm sao mà cô hiểu được cái cảm giác đấy? Là mày mượn trải. Bảo cô đáng nhiều, không liều hết. Không biết là đừng có chê người, đừng có khinh người. Mỗi người có một lỗi khổ khác nhau. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Đúng. Mỗi người có một điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Đúng rồi. Mỗi con người không ai chọn được nơi mình sinh ra cả. Đúng rồi. Chú mà muốn chọn nơi sinh ra, chú muốn chọn con nhà ông làm to tướng. Để mãi chứ gì nữa. Có ai ngu là mẹ mà chọn làm nghèo đâu. Để ra làm ở Vạch Đích luôn rồi. Chứ gì nữa. Đâu luôn rồi. Hợp lý. Cần cái mẹ thì phải đi làm nữa. Đi làm là cô cháu làm sao mà hiểu được cái cảm giác của bọn chú. Đúng. Ra xôi kiếm tiền là từ ngủ gầm cầu. Cái bánh mì phải chia đôi. Bánh mì phải chia đôi. Đi đánh nhau máu phải cho nhau. Đúng. Làm sao có cảm giác này. Làm sao có cái tuổi thơ này. Làm sao có được. Không chấp. Đúng. Nhưng mà bảo cô cháu em là như này này. Bảo cô giáo cháu em như này này. Chắc gì cô cháu đã làm được những việc hơn chú Huấn. Đã dám bỏ đồng nào đi từ thiện chưa? Đã bao giờ dám bỏ nghìn nào đi giúp người chưa? Nhá. Có bao giờ làm được những việc thì chính đáng không? Hay là cứ thanh tra, thanh vệ, thanh gì mà bọn cháu đi học sinh viên không có phong bì thì các cô không thanh kim, hiểu không? Đây cô cài như vải lò. Không có phong bì nhá. Cài như vải lò. Cái kiểu này là cái kiểu cây vải lò rồi anh em. Độ má thằng nào chọc anh Huấn cái kiểu này là anh Huấn đang cây vải lò nè. Giảm học phí cho học sinh. Bây giờ học sinh đang nghèo, bố mẹ học sinh đang nghèo, còn không giảm học phí. Cái kiểu này là kiểu đang trong lớp nè. Đúng không? Có bên học quá. Ai chọn chúng được trong lưới muốn anh Huấn trụ trắng đó nè. Thị trường cũng giảm phí học sinh đâu. Đáng nghe cái chiến dịch của Covid thì đang khó khăn. Là tất cả ngành giáo dục các trường là phải giảm phí. Giảm giá sách cho học sinh. Đây là tăng giá. Không tăng giá thì không giảm. Đúng không? Bây giờ đi đâu tiền đi học đi đâu tiền. Còn có giảm cái nào ai chọn anh Huấn nè nè. Nói luôn, nói chung luôn này. Độ má anh Huấn là một lèo dài như sớ đá quân luôn. Học sinh đi học phải thanh cha thanh mẹ không thanh gì. Mà học sinh không có phong bì thì bố mày cho mày ở lại lớp luôn. Cho mày ít điểm luôn. Đầy cô. Đầy này luôn. Chứ đây bình thường. Con thì chú đi học, chú đi biếu phong bì suốt chú biết mà. Đáng gờ cảm ơn cái anh em. Có mày phong bì đấy anh. Biếu phong bì suốt. Bây giờ thành cái thời buổi bây giờ nó là như thế. Thanh cha thanh mẹ thanh gì. Không có phong bì á. Còn lâu các cô các thầy phải thanh kim. Đúng. Năm, nói chung là không có phân bì thì có cái lò. Bây giờ là thế. 50% bây giờ là thoái hóa biến chất là thế. Bây giờ đố các cô các thầy là dám bảo không bao giờ nhận phong bì đấy. Có cái lò để mẹ mày nó húp như mày gỏi. Ok nhá. Ai mà điệp mà mày dám mở miệng lên mà không có húp không? Húp đủ má mày không thiếu một cái gì. Có bạn tên Kiều Trang nó nghe lời dạy. Húp đủ má mày húp không thiếu một cái gì. Ok. Không đi chơi bài thì đừng. Không phải là nguyên tên Đạt, ok em nhá. Bây giờ ra đường á anh em. Em Đạt anh em đi làm bất cứ cái gì đó. Phải có phong bì. Nó mới lẹ được. Em Đạt đây có. Phải có phong bì nó mới lẹ. Còn mà đéo có phong bì á, địt mẹ mày ở dưới. Ở dưới đít, ở dưới đít. Giờ địt mẹ mày mấy người phong bì trước, mình dưới đít. Đúng không? Đúng rồi các bạn. Nó hít mà không chuột cái gì đâu. Đông như đàn bà cũng thế thôi. Bởi vì sao? Chỉ có ba bởi vậy luôn. Trước chỉ có ba con đường thăng quan tiến chức thôi. Người ta muốn tiền. Điều đương nhiên, tôi đã được vấp ngã. Tôi đã mà không biết là cầm bao nhiêu cái phong bì là hộ rồi. Tôi nói với các bạn nghe, đàn ông hay đàn bà là chỉ có ba con đường thăng quan tiến chức thôi. Một là tiền, hai là quyền, ba là sắc đẹp. Đàn bà chỉ có một là tiền, hai là quyền, ba là sắc đẹp thôi. Đúng, hán phải không? Đấy đi làm nhân viên mà không tiền cũng có, quyền cũng có. Sắc đẹp cũng có. Sống hoặc cái gì thì suốt ngày làm nhân viên thì còn lâu mới lên được sếp. Còn lâu. Còn lâu cơ chế là nó thế mà. Cơ chế là chuẩn vãi lồn. Chuẩn vãi lồn. Cháu có ông anh
võ trí suốt ngày chơi game. À thôi chịu chết. Quên nghe chơi game thì chịu chết nhá. Chơi game sao chịu chết mớ. Đường cân. Đúng rồi, từ gói đường cân nặng. Chịu chết này, chùa cháu này bây giờ không có thời gian giải thích cái đấy đâu. Chú khuyên nhà. Đúng rồi, văn văn thôi, tôi thông cảm. Nói chung là chú ấy chỉ muốn đến đây mà không chết được. Muốn gửi vài lời đến tất cả các thầy cô. Không có game em mới chết đến hết. Có game em mới sống, chứ không game em chết. Mùa Covid này để giảm học phí trung cấp một tí để cho các cháu, các gia đình các cháu ở nông thôn như quê Yên Bái ở chúng nước khổ. Đấy, bà con đến Bái này tỉnh rất là nghèo, tất cả Tây Bắc rất là nghèo. Chỉ muốn người ta giảm học phí không, giảm cái giá sách xuống để cho những gia đình phụ huynh đỡ khổ thôi nhá. Mà mùa này đâu có đi học được đâu. Ok nhá. Chú ơi, đây chỉ muốn giảm cái giá phí xuống tí nhá, để cho các cháu, các gia đình đỡ khổ. Thế thôi, chỉ muốn như thế thôi, chẳng muốn cái gì hơn cả. Anh này cũng nói đạo lý nè. Anh này cũng có nói đạo lý nè. Người ta bỏ nó bao nhiêu tiền người ta mới đi làm. Anh này cũng có nói đạo lý nè. Người ta cũng phải tranh thủ một tí chứ. Cơ hội mà anh này đạo lý dơ. Mà cái anh bên tay phải mọi người là cái anh đạo lý dơ. Sẽ có cơ hội đến với mình để kiếm. Là cái anh nói đạo lý dơ. Tận dụng cái thời cơ đấy, có biết trước lấy cái thời cơ hay không? Anh bên phải mọi người á, là cái anh nói đạo lý dơ. Đúng không mọi người? Nói dơ. Sẽ có cơ hội đến với mình để kiếm tiền. Nói dơ. Cho không ai cái gì. Còn anh bên trái anh nói đúng. Người ta phấn đấu mãi mới nên được ông to bà lớn, nhưng người ta phải tranh thủ gặt hái tí chứ. Ông to bà lớn đúng. Thì mình phải thông cảm. Đó là quy luật rồi, không thay đổi đâu. Ok nhá, chào Hải Yến nhá. Chú ơi, cháu có thằng bạn Hà Linh đang xem nó nghiện game, tôi bảo bạn cháu chơi game ít thôi. Game là chơi vui chơi giải trí. Đó là vui chơi giải trí rồi, đừng có để mất trí. Đừng có chơi game nhiều quá, nó ảnh hưởng đến cái lão này. Đang nó lột xe nào chắc. Ok nhá, một tràn pháo tay, ok nhá. Đang nó lột xe nào chắc nhá. Luôn. Cảm ơn Hoàng Thu Trang nhá, cháu có con Hiền Hiên toàn đi thả hình trai đẹp thôi. Ok Hoàng Thu Trang có cái con đây. Bạn cháu qua chút này thả hình trai đẹp, bởi vì nó thích trai đẹp nhá. Nó thích trai đẹp. Hoặc con bạn cháu ấy nó có vấn đề về giới tính. Nhu cầu ham muốn sinh lý của nó cao quá. Cao quá. Nó có thể thích trai. Chứ đi bình thường nhá. Có phải đâu. Thích chật okay, thôi. Ok nhá. Bây giờ con người không đánh giá được bên ngoài đâu. Nhìn vẻ bề ngoài không đánh giá đâu. Đó. Nhìn tôi xấu xa nên chưa chắc tôi đã xấu tính. Nhìn người ta đẹp trai mà chưa chắc người ta đã đẹp tính. Đấy đó. Giống con gái ấy. Đầy đứa sinh. Đúng. Mà lại tỉ lệ nghịch với nào. Đúng. Đầy đứa sinh nhưng có thông minh đâu. Đấy. Đó em không đầy biết. Đầy đứa sinh thì lại linh tinh. Đấy. Đầy đứa xấu nhưng mà lại kết cấu hoàn chỉnh. Đầy đứa xấu thì lại tuyệt vời. Con người ta hơn nhau ở cái phẩm chất đạo đức. Để mày hôm nay nói đạo lý nhiều nhờ. Thời buổi bây giờ hôm nay nói đạo lý nhiều nhờ. Mông bé thì bà phải đi bơm cho to lên. Ngực bé thì ngực mà chảy xuống tận rốn này, cho con bú nhiều mà chảy xuống rốn này thì cắt vỡ đi để nâng lên kéo. Má mốt thì bơm filler. Mũi mà chưa đẹp thì rửa là cấu trúc đấy. Mắt mí chưa đẹp thì nhân mí đấy. Chưa đẹp thì mình kiếm tiền mình làm cho vợ mình đưa mình đẹp. Anh em nghe một câu à. Đẹp mẹ mày. Đẹp như tiên thì cũng một lòm hai vú. Mà mày xấu như cú thì cũng hai vú một lòm. Đó. Nó sửa rồi. Đã số 50% là thằng khác đầu tư nó sửa nó rồi. Mới đẹp như thế. Có đi đấy vậy là nát rồi. Nát rồi. Nát rồi. Đây đang nói chung nha, 50% là như thế. 50% là như thế. Chứ mà đi làm công ăn lương 5-10 triệu tháng. Bao giờ có tiền bơm được cái mông. Làm công ăn lương bao giờ có tiền lên được cái công. Có cái lòng. Bây giờ gia đình nhà mình toàn nông thôn thôi. Đi làm công ăn lương bao giờ mới lên được cái công. Bao giờ mới lên được cái mông. Bao giờ mới mua cái xe đi. Đưa em đơn cái là em cho cái mông lên liền. Đưa em đơn cái là lên cái ngực liền. Chấp nhận buôn một đồng vốn sẵn có đi. Đưa vô cái bàn tay em là cỡ nào nó cũng lên hết anh Quân. Anh nói thiệt. Nói chung là không sống, không sống. Kể như em mà có một cái gọi là cái đó là cái siêu năng lực. Cỡ nào đưa vô cái tay em là nó cũng lên hết. Lên hết. Xin nhá. Đang đâu em? Đây là em để cứ bồi bác anh nhá. Mình này nghe mà cứ đi bôi bác anh. Bây giờ anh không nhỏ nhỏ mà địch mẹ mày. Nhỏ nhỏ là địch mẹ mày lên hết. Lên hết. Thì bây giờ em tốt thì có đảm bảo là em đi ra đường anh hay em tốt à? Cái tay là đẹp nhưng mà cái tay có siêu năng lực. Đúng không? Miễn là anh có xin tiền của em đâu. Miễn anh em mình là không xin tiền của nhau. Không hại nhau được. Đúng không? Anh em mình là em bây giờ là em cứ chê đâu anh. Chê đâu đâu. Anh em mình thì đúng rồi. Kể cả là em
thì không không bao giờ em sợ anh, mà anh cũng không bao giờ anh sợ em. Đúng. Đấy là cái điều đương nhiên, bởi vì anh em mình nước sông không bao giờ phạm nước giếng. Đúng. Mỗi người một câu một việc. Còn những cái gì thật xấu của anh thì thôi, em tham gia thì anh cũng xin xin thừa nhận. Thế thôi đúng không? Đúng. Anh cũng chúc em là nhưng mà bây giờ là ôi ôi. Đang Covid thì nhà hàng cũng đóng cửa đó là thôi, cho chúc em là có sức khỏe sớm vượt qua cái thời gian này thôi. Ok. Hôm nào anh ra ngoài Bắc, hôm nào vào thì nhà hàng mở thì qua uống em bữa rượu hứa mấy lần chưa. Anh em chưa được ngồi với nhau. Còn công việc thì anh em đẹp mà mày có ăn tìm đến, có đòn tìm đi. Cũng vì điều kiện. Anh em ối rồi. Nói chung là anh em là tôn trọng nhau thế thôi, đơn giản thế thôi. Đó là anh em thì tôi. Ra xã hội thì lèo thì em nhiều. Chưa anh. Không lèo hạng ít. Cái gì mà kể cả là anh cũng không bao giờ được phép sai với em. Và kể cả em không bao giờ được phép sai với anh. Vì anh em đã gọi nhau là anh em rồi, không bao giờ có chuyện đấy. Có anh em cũng cảm tình nghĩa trong lòng nhau. Thế là anh sai với em cái gì thì em gọi thẳng vào số này. Mà em mà sai với cái gì anh thích thì gọi thẳng cho em. Thế là xong. Ok nhá. Dạ chào cháu chào chú Huấn chú gì nhá. Thằng em anh có hỏi sao không xếp. Ok xong chưa? Xong chưa? Ok nhá. Xong chưa? Nó làm cho một đứa có bồ rồi nó bỏ. Thằng đấy thì sau này con gái nó cũng thế thôi. Nghiệp đấy, thằng ấy đầu óc nó đầu đất. Ok, chạy. Nghĩ cho thằng đấy đi, sau này con gái nó đẻ ra có khi bị tính luôn. Nó là nghĩ nghiệp thôi, nhưng mà cháu hiểu không? Ờ, anh Huấn ơi, bố quá, vậy anh Huấn rồi, em chơi game với anh Huấn. Thứ bảy máu chảy về tim. Mày làm gì anh? Mày mua à? Tao đang bay.